Vâng, em Minh Chiến xin chào tất cả các bác nhé. Sau đây em sẽ test cặp loa 301 series 2 thùng vàng để gửi cho một bác ở thành phố Gia Lâm, Hà Nội. Thì em sẽ test với con G7500. Con này là dòng G, đánh rất là nhiều dòng luôn, đặc biệt đánh lobo rất là hay. Và cặp loa này thì bên em bán giá là 8.700.000, là hàng nguyên bản từ Mỹ về, thùng vàng nha. Giá là 8.700.000, giá đã bao ship cho quát nha. Cặp em vẫn còn một cặp, thì bác nào có nhu cầu thì alo. Cặp này thì kết hợp cho các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke nghêu ngao gia đình, khi ghép vào những con âm linh nghe nhạc như thế này, ghép vào một con vang có thể hát karaoke. Rồi mời các bác nghe. Thank you.
Vâng, em cũng kết thúc video và đóng gói cặp loa này cho lên đường trong chiều nay ngày 26 tháng 2. Cảm ơn các bác rất là nhiều.